Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn kỹ thuật nhấn quãng 3 thứ. Kỹ thuật của tay phải và tay trái thì tương tự như kỹ thuật nhấn quãng 2 trưởng, chỉ khác cái là cái lực đẩy sẽ mạnh hơn thôi. Từ 6 điểm trên đàn thì ta sẽ có những nốt sau. Nhấn xuống quãng 3 thứ. Nhấn lên quãng 4 đúng. Nhấn xuống quãng 4 đúng. Sau khi học nhấn ba quãng cơ bản này, ta có thể thấy một số nốt xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Ví dụ, ở kỹ thuật nhấn lên quãng 2 trưởng, nốt re bắt đầu từ bậc 1, nhưng nốt re cũng xuất hiện ở bậc 2 trong kỹ thuật nhấn xuống quãng 4 đúng. Hay nốt la ở bậc 2 trong kỹ thuật nhấn lên quãng 2 trưởng, có thể thấy ở bậc 3 trong kỹ thuật nhấn xuống quãng 3 thứ. Hay nốt si dáng ở kỹ thuật nhấn xuống quãng 2 trưởng từ bậc 3. Và nốt si dáng được thấy ở kỹ thuật nhấn lên quãng 3 thứ ở bậc 2.